Ngày 22 tháng 9, tại nhà văn hóa Bản Năng Cát, xã Chí Năng, Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Tới dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 và được tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Đến nay, chiến dịch đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 180 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên đang là những vấn đề mang tính toàn cầu, là thách thức lớn nhất với nhân loại trong thế kỷ 21. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, khối lượng chất thải rắn toàn cầu đang gia tăng nhanh, dự báo lên tới hơn 6 triệu tấn mỗi ngày vào năm 2025, tăng 70% trong giai đoạn này. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cũng đưa ra nhận định, nếu không có hành động khẩn cấp đến năm 2050, các đại dương sẽ bị ô nhiễm rất nặng nề. Tại Việt Nam, với dân số hơn 96 triệu người, hàng năm lượng rác được thải ra là rất lớn, trung bình có hơn 61.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày. Nguồn thải lớn nhưng khoảng hơn 70% lượng rác thải được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp, vừa lãng phí đòi hỏi nhiều quỹ đất, nếu không kiểm soát tốt có nguy cơ gây ô nhiễm tới môi trường đất, nước, không khí. Phần lớn hiện nay rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, khối lượng rác thải gia tăng trung bình từ 10 đến 16% trên một năm, gây áp lực lớn cho việc xử lý rác thải. Đối với huyện Lang Chánh, công tác bảo vệ môi trường luôn được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện quan tâm chỉ đạo bằng nghị quyết và chương trình hành động cụ thể. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đã vào cuộc tích cực cùng với nhân dân cố gắng nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90,8%. Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt toàn huyện đạt 78,7%, số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 80,2%, hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt 62,7%. Năm 2022, tiếp nối chủ đề đã được Liên Hợp Quốc phát động, đó là cùng hành động để thay đổi thế giới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân bằng những việc làm cụ thể cùng nhau chung tay hành động vì môi trường, cùng thực hiện trách nhiệm vì môi trường từ những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa, từ đó đóng góp tích cực để cùng chung tay xây dựng tương lai của ngôi nhà chung, trái đất, tạo môi trường trong lành, giữ cân bằng sinh thái cho sự phát triển bền vững của loài người. Qua chương trình còn triển khai có hiệu quả và tuyên truyền hướng dẫn để đưa luật bảo vệ môi trường năm 2020 vào thực tế cuộc sống, trong đó tập trung vào việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải, lựa chọn các công nghệ xử lý chất thải phù hợp, ít phát thải ra môi trường, ưu tiên công nghệ xử lý chất thải kết hợp thu hồi năng lượng, thực hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát triển bền vững, đồng thời tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng cây xanh, tạo cảnh quan nơi sinh sống, cơ quan, trường học, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường. Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, tiếp nối chủ đề cùng hành động để thay đổi thế giới đã được Liên Hiệp Quốc phát động chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay, Bí thư chi bộ Bản Năng Cát, xã Chí Năng kêu gọi nhân dân trong bản hướng tới tuyên truyền vận động nhân dân cùng xây dựng lối sống bền vững, xanh hơn, sạch hơn, có những hành động cụ thể thiết thực để bảo vệ môi trường như tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, giảm thiểu chất thải nhựa, tái chế chất thải, cũng là một trong các giải pháp mà địa phương đã và đang hướng tới để giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường nhằm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng một cách bền vững. Để cùng chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống, chi bộ bàn thôn cũng kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, nhà tài trợ và cộng đồng dân cư tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các biện pháp để cải thiện bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, khai thác đi đôi với phục hồi và tái tạo, phát triển kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường.
nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của quê hương đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tại buổi lễ, các đại biểu đã trao tặng thùng rác phân loại cho bản Năng Cát và tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Các đại biểu cũng đã tổ chức triển khai trồng cây trong khuôn viên nhà văn hóa bản Năng Cát cùng với bà con nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm và sáo sạch cỏ dại ven đường khu nhà văn hóa hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.